Tại sao Goose Goose Duck trở nên hot và nổi tiếng? Vào thời điểm hiện tại, khi đã trải qua 3 năm từ thời điểm bùng phát dịch Covid vào năm 2020, Goose Duck vẫn duy trì sức nóng và thu hút sự quan tâm của cộng đồng game thủ. Đặc biệt là với việc Độ Missy cùng team Refund stream trò chơi này đã có hàng trăm ngàn comment và kèm theo đó là sự ngóng chờ độ hot của mỗi video game Goose Duck mà anh tôi chơi cũng đủ thấy game này thu hút người xem tới mức nào. Nào, cùng mình tìm hiểu tại sao game này lại hay đến như thế. Một trong những lý do chính khiến Goose Duck vẫn hot tới tận bây giờ chính là tính độc đáo, sáng tạo của nó so với Among Us. Dù được kế thừa từ Among Us về mô hình trò chơi hay gameplay tương tự, Goose Duck đã đưa ra những cải tiến và yếu tố riêng biệt, nhập vai thành các loài vật hài hước như ngỗng và vịt. Việc này mang lại sự tươi mới và độc đáo cho game, thu hút sự tò mò và quan tâm từ người chơi.